Xin chào mừng quý khán giả đến với chương trình Diễn đàn CEO phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, CEO là danh xưng được xã hội tôn vinh. Tuy nhiên, để đạt được danh xưng này chưa bao giờ là dễ dàng, bởi cái họ có được không chỉ là ý tưởng mà còn là nhiệt huyết, lòng quyết tâm và cả ý chí kiên cường. Trong chương trình CEO tuần này, chúng tôi xin không bàn đến lý tưởng vĩ đại của các doanh nhân mà chỉ muốn chia sẻ một câu chuyện lập nghiệp của một bạn trẻ đầy gian nan như vậy. Khởi nghiệp từ năm 22 tuổi khi còn là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin. 3 năm sau thất bại bởi bất đồng quan điểm với các thành viên trong nhóm. Điều kiện kinh tế khó khăn, mẹ bệnh, phải tạm ngưng việc học ra ngoài xin việc làm thêm cả ngày lẫn đêm chỉ với mức lương 2,5 triệu đồng trên tháng. Thế nhưng vẫn tiếp tục dừng lại công ty để rồi tiếp tục thất bại. Nợ nần chồng chất, lại không có đủ 7 triệu 200 ngàn đồng để đóng học phí tại Đại học Kinh tế, lại tiếp tục bỏ học. Được công ty công nghệ tuyển dụng với mức lương 72 triệu đồng một tháng, cũng chỉ làm việc 2 năm 8 tháng, lại quyết định ra ngoài điều hành doanh nghiệp riêng. Đây chính là vị doanh nhân trẻ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay, anh Nguyễn Văn Tạo, người sáng lập và là giám đốc điều hành V-Network. Vâng, thưa quý vị, và vị CEO mà chúng tôi vừa nhắc đến hiện đang có mặt tại trường quay của chúng ta ngày hôm nay. Xin giới thiệu anh Nguyễn Văn Tạo, người sáng lập và là giám đốc điều hành của V-Network. Xin chào anh bạn Tạo. Chào MC Mỹ Hạnh và chào quý vị khán giả của VITV. Đầu tiên bạn vui lòng giới thiệu một vài nét về bản thân với khán giả của VITV ạ. Mình đến từ Kiên Giang, một vùng quê có rất là nhiều danh lam thắng cảnh. Thật ra thì mình sống ở Sài Gòn và làm việc ở đây cũng được gần 12 năm rồi. Hiện tại mình đang là giám đốc điều hành của công ty V-Network. Công ty của mình thì cũng được thành lập tới thời điểm hiện tại là cũng được 5 năm rồi. Như mình được biết thì để trải qua một cái để có một chút thành công thì bạn đã phải trải qua một cái hành trình khởi nghiệp vô cùng gian nan. Thật ra thì bắt đầu năm 2010 là lúc đó mình khi mà mình ngưng học, mình stop cái việc học của mình ở ngành công nghệ thông tin để mình bắt đầu mình ra mình đi làm. Thì lúc này mình cũng gặp rất là nhiều biến cố và dẫn đến vấn đề là mình lúc đó mình cũng đã nợ. Một sinh viên mới ra trường nhưng mà nợ mấy trăm triệu. Như bạn chia sẻ là khi còn là sinh viên đúng không? Lúc đó là bạn đã thành lập doanh nghiệp rồi. Thật ra cái lúc mà mình là sinh viên của trường đó, thì lúc này mình có một nhóm khoảng 3-4 bạn gì đó. Thì những cái bạn này đều là rất là tâm huyết với nhau, cùng nhau ra làm. Và lúc đó là bắt đầu mình còn ngồi ghế trên trường là bắt đầu đã làm những dự án ở bên ngoài rồi. Là bắt đầu đi lập trình web cho doanh nghiệp, rồi kiếm tiền này kia. Thì cái việc mà lập trình từng cái dự án nhỏ nhỏ, nhỏ vậy thì nó dễ kiếm tiền hơn. Nhưng mà khi mà quyết định thành lập công ty thì lúc này nó có rất là nhiều yếu tố và cũng có thể là còn trẻ, rồi những cái tâm lý của những cái bạn đó. Bạn rơi vào tâm lý là thành lập công ty là phải kiếm những cái báo giá cho doanh nghiệp này kia thì cũng phải cao hơn thay vì phải làm nhóm như vậy. Và trong quá trình làm thì lúc này xảy ra những vấn đề bất đồng quan điểm. Thì lúc này mình cũng giải tán. Và cái mấy trăm triệu bạn nói rằng bạn đã thua lỗ khi mà còn sinh viên là từ cái cách ra là trong quá trình học á, là lúc đó là mình cũng đã bắt đầu mượn nợ từ quá trình học rồi. Là đi học á, thì vay nhà nước. Rồi tại vì cái học phí của cái trường cũng khá là cao. Rồi ba mẹ thì lại tiếp tục là vay mượn những bà con cô bác ở dưới quê cho mình đi học. Thì tới học 3-4 năm vậy thì cái khối lượng nợ bắt đầu nó tăng dần. Thì cái năm cuối cùng thì lúc này cũng về vấn đề gia đình cũng gặp những biến cố. Nợ thì tới cái giai đoạn là thí dụ như nhà nước họ cho vay 4 năm. Thì sau 4 năm đó thì bắt buộc là mình phải đáo hạn rồi, mình phải trả nợ. Thì lúc này cũng chưa có tiền để trả nợ. Tốt nghiệp thì chưa tốt nghiệp được. Thế lúc đó bạn làm gì? Thì thật ra là lúc đó mình đi xin việc. Mình đi xin việc thì mình gửi hơn 30 bộ hồ sơ. Không có doanh nghiệp nào phản hồi hết. Và thậm chí có những doanh nghiệp mình phải đi mấy lần luôn. Tức là mình gửi hồ sơ không nhận, mình sợ là mình gửi mail không nhận. Thế là mình đi công chứng hồ sơ. Rồi cái bộ hồ sơ chỉ có cái CV, có cái đơn xin việc. Trong đó thì chỉ có 1-2 cái chứng chỉ trong quá trình học. Và cũng không có bằng cấp. Và mình cứ đem hồ sơ mình đi gãi khắp nơi. Nhưng mà cũng không có một cái đơn vị nào nhận hết. Thì tới tháng 10 năm 2010 thì có một công ty. Họ
họ gọi điện họ lên họ phỏng vấn thì lúc này họ offer cho mình một mức lương là 2,5 triệu một tháng, thì bế tắc rồi, tại vì tháng 10, 11, 12 sắp Tết rồi, mà bây giờ mình lại ngưng cái việc học mà sắp Tết nữa, rồi bao nhiêu cái chi phí, tự nhiên mình có một cái áp lực, thôi giờ 2,5 triệu cũng phải làm trước đã, rồi lúc này từ từ tính. Đó, thì bắt đầu là lúc đó mình vô công ty đó mình làm, thì sau khi mà vô công ty làm thì lúc này mình mới có kết nối lại với những bạn cũ, bây giờ tôi có công việc rồi, bây giờ có những khách hàng người ta hỏi thăm, người ta hỏi người ta muốn làm những cái này kia thì có làm không, rồi tiếp tục áp dụng tiếp, là tiên bắt lại làm tiếp, thì cùng nhau làm thì cũng được một vài dự án gì đó, xong bắt đầu cái này mình bảo là trong đầu suy nghĩ là mình phải làm công ty tiếp. À, mình phải làm công ty tiếp, nhưng mà bây giờ mình phải làm công ty như thế nào? Thì lúc này mình mới nghĩ là chắc là kiến thức của mình cũng thiếu, mình bằng cấp mình cũng không có, cho nên thôi bây giờ tạm thời bên đi việc đó đã, đi học. Thì mình mới nộp cái bộ hồ sơ vào Đại học Kinh tế, hệ vừa học vừa làm. Thì lúc này thật ra là bữa đó mình cũng dự định là không đi thi luôn, tại vì làm mệt quá, xong rồi ngủ sáng 7 giờ dậy rồi cái bắt đầu cảm thấy là lười, xong cái cứ suy nghĩ là tiếc 270.000 cho cái bộ hồ sơ, tại vì làm mức lương có 2,5 triệu mà nộp bộ hồ sơ 270.000, tiếc quá, thôi giờ đi ra mua cây viết chì cục gom đi thi đại. Thì lúc này đi thi thì khoảng mười mấy ngày sau rồi đó thì có kết quả, thì rất là bất ngờ là mình thi đâu được 14,5 điểm vô trường Đại học Kinh tế khoa ngoại thương. Thì lúc này đó là cái khoảng thời gian mà mình vừa học, mình vừa làm. 8 giờ vô công ty, 5 rưỡi ra khỏi công ty, 6 giờ vô trường, 6 rưỡi học, 8 rưỡi về, 9 giờ lại vô công ty, làm tới 7 giờ sáng hôm sau, và có khoảng thời gian như vậy, nó cứ lặp đi lặp lại. Cái lúc đó là năm bao nhiêu và lúc đó bạn có tiếp tục thành lập công ty nữa? Năm đó là năm 2011. Thì trong quá trình là mình học thì lúc này mình cũng gặp rất là nhiều bạn bè. Thì lúc này mình cũng ngồi chia sẻ với nhau những ý tưởng. Thì lúc này mình có một anh trong trường kinh tế là ngồi chung. Thì sau khoảng thời gian học khoảng được một năm mấy gì đó, thì anh em bây giờ anh em mình ra mình thành lập công ty đi, mình vừa học vừa làm. Thì là bắt đầu ảnh cũng ok. Thì ra bắt đầu ngồi nghiên cứu, làm từ từ. Thì lúc đó làm bắt đầu cũng khoảng thời gian tới năm 2013. Thì đầu năm 2013 là bắt đầu quyết định thành lập công ty. Quyết định thành lập công ty thì lúc này tới tháng 4, tháng 5 rồi đó là công ty đóng cửa. Tại vì trong quá trình mà anh em làm việc với nhau thì ở bên ngoài cũng có thêm một mối quan hệ bên ngoài nữa. Thì trong quá trình làm thì cái bạn đó là điều hành công ty, nhưng mà bạn đó không có một cái động thái gì quan tâm đến vấn đề công ty hết. Từ việc xin giấy phép công ty cho đến xin phép công ty xong rồi bỏ đi đâu đó, mất tích, không gọi được. Mấy tuần sau cái về, cái kêu là cho làm lại, kiểu như vậy. Và khi mà làm lại thì bắt đầu mới bảo là gia đình không có cho thành lập công ty này nọ nữa. Xong rồi bắt đầu thôi là tháng 4 là bắt đầu giải tán luôn. Lúc này tiền mình cũng đã bỏ ra, mình đầu tư về máy chủ, rồi mình cũng đã đặt máy chủ, rồi mình đi gặp khách hàng. Nhưng mà lúc này thì không ký được hợp đồng, tại vì bạn đó bạn đứng tên giấy phép, không ký được. Thì dẫn đến tình trạng là thôi giờ phải bắt buộc là phải chuyển đổi toàn bộ, là đóng cửa công ty luôn. Đó là công ty thành lập xong rồi tới lúc đóng cửa là không có một cái hợp đồng gì hết. Lúc này mình cũng cảm thấy là mình phải suy nghĩ nhiều, bây giờ không biết phải làm sao. Tiền mình cũng đã bỏ rồi, giờ anh em là đưa vô tình trạng là giống như bế tắc. Nhưng mà ở thời điểm đó là mình cuộc sống rất là khó khăn, với lại nhiều lần mà thất bại như vậy thì chắc là ba mẹ bạn cũng xót con lắm. Những cái quá trình mà mình khởi nghiệp, những cái lúc mình khó khăn á, hầu như là mình không chia sẻ với ai hết. Thậm chí là ba mẹ mình cũng không biết. Ba mẹ mình không biết. Thì giống như tới thời điểm hiện tại rồi thì thỉnh thoảng khi mà mình nói chuyện với ba mẹ hôm nay kia thì nói là có những cái khoảng thời gian ba mẹ không biết là con đã trải qua những cái gì đâu. Và thậm chí là có rất là nhiều người khi mà mình thất bại á, thật ra khi mà mình, trừ khi là việc mình không làm, còn khi mà mình làm thì ít nhiều cũng sẽ có những người ta biết.
thì những người người ta biết thì người ta lại nói ra nói vào. Nói ra nói vào thì lúc này ba mẹ thấy là tới tai ba mẹ thì ba mẹ cảm thấy là rất là buồn. Họ cảm thấy rất là buồn. Thì mình bảo là cái quan trọng nhất là ba mẹ phải tin tưởng con. Thế lúc đó bạn buồn sao? Thật ra thì buồn thì cũng có buồn chứ. Nhưng mà nó có một cái đó là mình tin vào cái bản thân của mình. Mình tin vào chính mình là mình sẽ làm được. Và từ cái việc đó là mình cứ làm thôi. Và tới một cái giai đoạn là khi mà đến cái giai đoạn là người ta nói rồi đó, mình nghe xong cái mình cười, xong cái mình coi như là ok, chuyện đó bỏ qua đi. Cái việc của mình là mình phải làm cái đã. Mình không có thời gian để mình dừng lại để mình nghe người ta nói nữa. Lúc đó bạn bao nhiêu tuổi? Thật ra lúc đó là mình cũng đã 23-24 tuổi rồi. 23-24 tuổi, nếu là người khác thì chắc khoảng thời gian đó người ta rất có nhiều thời gian để đi chơi với bạn gái. Rồi này kia, bạn có thấy mình thiệt thòi khi phải chọn một cái con đường? Thật ra thì cái việc đó là cái việc mình chấp nhận mình hy sinh để mình đi theo. Nhưng mà đến tới lần thứ 3 thất bại, và thất bại đến mức nợ chồng chất như vậy, gia đình thì khó khăn. Nhưng mà bạn chưa nản với cái việc lập công ty nữa sao? Đúng rồi, tại vì thật ra thì cái việc mà mình đi làm ban ngày rồi mình đi học thêm để mình trang bị kiến thức, buổi tối mình lại đi kiếm tiền nữa, là tất cả những cái việc mình làm là hầu như là cho cái việc là xây dựng cho vấn đề công ty tương lai hết. Tại vì kiểu giống như là cái thách thức mình không cam tâm đến cái việc đó, mình không cam tâm đến cái việc là mình sẽ phải thất bại nữa. Và thậm chí là đến cái chuyện là người ta có thể ngủ 8 tiếng một ngày, mình có thể ngủ 3 tiếng một ngày, thì không có lý do gì mà cứ việc cái thất bại đó được diễn ra hết. Với cái thất bại mà tiếp tục đến lần thứ 3 đó thì bạn đã lấy gì để trả nợ? Thì thật ra là mình lúc này là bắt đầu mình đã làm ở một công ty nước ngoài và cái mức lương của mình cũng khá là cao. Thì mình cứ trả nợ dần. Và thậm chí là mình sẽ đi mượn đầu này cái mình đắp đầu kia. Mình cứ xây từ từ. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy hành trình lập nghiệp của bạn Tạo gặp rất nhiều gian nan. Khi chúng tôi tìm hiểu, có những cộng sự đã chia sẻ rằng từng giúp Tạo thành lập nhiều công ty đến nỗi phải hỏi rằng là sao công ty của bạn bẻ hoài vậy. Tuy nhiên, mọi người đánh giá như thế nào về con người của vị CEO này? Xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau. Chị đã đồng hành với Tạo được bao nhiêu năm rồi và chị nhìn nhận như thế nào về quyết định của mình vậy đó? Thực ra thì mình biết đến Tạo là cũng rất là lâu rồi, với tư cách là những người bạn đồng môn. Nhưng mà cái giai đoạn mà Tạo thành lập những công ty trước và gặp những khó khăn thì lúc đó mình cũng có những cái hỗ trợ qua lại với nhau. Giai đoạn đó mình cũng khởi nghiệp. Thì qua một cái quá trình trao đổi rồi hỗ trợ lẫn nhau thì mình nhìn thấy ở cái con người này có một cái năng lượng gì đó mà nó rất là lớn. Và bên cạnh đó là những cái hoài bão mà bạn đang muốn thực hiện. Và đâu đó mình nhìn thấy được một cái điểm chung cho tới cái giai đoạn mà Tạo dừng bên chỗ cái công ty bên kia thì mình đã offer để mà có thể hợp tác làm cùng với Tạo cho tới thời điểm hiện tại. Cơ bản là mình cảm thấy rất là vui và tự hào khi mà được đi, được đồng hành cùng với công ty, cùng với Tạo. Thì anh làm việc với bạn Tạo cách đây khoảng 6 năm. Thời điểm đó thì công ty của bạn Tạo cũng mới thành lập. Thì anh rất là nể phục con người ở Tạo ở chỗ là làm việc rất là hăng say và luôn giúp đỡ tất cả mọi người. Thì thời điểm đó thì anh cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong công việc. Thì chính bạn Tạo là người đã hỗ trợ anh rất là nhiều trong công việc về những dịch vụ mà anh đang sử dụng bên VNetwork. Thì chính vì điều đó mà anh rất là tin tưởng Tạo và cộng sự. Vì vậy mà anh gắn bó với bên Tạo suốt thời gian vừa qua. Anh Tạo rất là cởi mở. Nói chung là tụi em thì xem anh Tạo như là anh của mình vậy đó. Anh Tạo có, anh hay tìm tòi với mấy cái hay. Thì tụi em làm với anh thì tụi em học được nhiều cái. Giám đốc trẻ mà có đam mê về công nghệ và rất là đam mê về công nghệ và công việc thì anh tin Tạo sẽ dẫn dắt VNetwork tiến tới những cái thành công mới hơn. Sau 3 lần thất bại, năm 2013, Nguyễn Văn Tạo lại một lần nữa vận động bạn bè dừng lại công ty khi đang làm việc tại một doanh nghiệp nổi tiếng thế giới với mức lương hơn 70 triệu đồng một tháng. Đến năm 2015, bạn trẻ này lại quyết định từ bỏ công việc mơ ước của nhiều người để về điều hành doanh nghiệp riêng. Theo đó, công ty VNetwork hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp các giải pháp hạ tầng, truyền tải và bảo mật cho doanh nghiệp. Trong đó, dịch vụ giải pháp truyền tải bảo mật có 6 sản phẩm,
gồm dịch vụ mạng lưới phân phối nội dung CDN, email bảo mật SQL, Transcoder giúp mã hóa các tập tin media thành nhiều định dạng khác nhau, Cloud Store hỗ trợ doanh nghiệp lưu trữ và quản lý dữ liệu trên cloud, và hệ thống tường lửa WAF giúp ngăn chặn các mối nguy hại từ Internet. Còn đối với dịch vụ cung cấp hạ tầng, doanh nghiệp cung cấp 4 sản phẩm gồm máy chủ vật lý, máy chủ ảo, Cloud VPS, hosting và thuê đặt chỗ. Mình nghĩ rằng là trải qua một khoảng thời gian dài như vậy mà có mức lương đến 3.200, đó là một khoản tiền khá lớn mà bạn lại bỏ đi ra ngoài nữa, trong khi công việc thành lập công ty của mình thì cũng có thể rằng nó sẽ gặp bất trắc bất cứ lúc nào, có thể mình sẽ quay lại cái trường hợp nợ nần như trước đó. Lúc trước mình làm công ty sức bọt mà, khi mà bị tấn công là buổi sáng anh em vô là cắm đầu để ngồi restore, mà tới mấy trăm con server lỗi hết, tới mấy ngàn khách hàng một ngày phải xử lý. Và cứ mỗi một lần mà sự cố thì cái số tiền của họ sẽ mất đi rất là nhiều. Lần mình cứ làm mình cảm thấy là mình học công nghệ thông tin để làm gì ta, trong khi đó những cái sản phẩm dịch vụ của mình nó không có một ý nghĩa gì hết. Vậy là đến tháng mấy thì bạn lại tiếp tục lập công ty lại? Tháng 7 2013 là bắt đầu mình bắt đầu lần quyết định thành lập công ty lại. Thì lúc này những anh em ở trong công ty hầu như cũng không ai có tiền. Thì lúc này gom hết tiền này nọ thì cũng được có 5-6 triệu gì đó. Hôm nay đi hỏi mua thêm một con server. Server mà mua máy chủ, mà máy chủ cũ người ta xài, thậm chí là người ta không xài nữa, người ta bỏ. Thì mình đi mua lại. Mình đi mua lại, thì lúc này khi mua lại làm giấy phép xong, mua máy chủ thì không có tiền để thuê chỗ đặt. Lúc này mình mới đi deal với doanh nghiệp. Và bảo là giờ cho đặt. Trả sao? Nói là cuối tháng là mình sẽ trả. Thì lúc này người ta cũng xem mình là khách hàng, người ta sẽ hỗ trợ. Cái thời điểm mà năm 2013 làm về bảo mật thì có thể nói rằng đó là một lĩnh vực tương đối mới đúng không? Đúng rồi, và thậm chí là năm 2013 nếu mà mình làm bảo mật thì hầu như là cái thời gian, khoảng thời gian đó là hầu như là doanh nghiệp Việt Nam là chưa có doanh nghiệp nào mà có cái ý thức về vấn đề bảo mật hết. Như bạn vừa đã chia sẻ thì bước đầu tiên khi mà bạn thành lập công ty và định vị cái sản phẩm này thì người Việt Nam hầu như chưa biết đến. Bạn có thể chia sẻ bước đầu tiên khi bạn tiếp cận người tiêu dùng nó khó khăn như thế nào? Thật ra thì khi mà mình có gặp một vài vị giám đốc ở những doanh nghiệp khác, khi mà mình trình bày cho họ về cái vấn đề về bảo mật thì họ bảo là em nghĩ rằng ở Việt Nam như thế này thì hiện tại nó như thế nào? Thì mình mới bảo là nó đang rất là nguy hiểm rồi. Thì ảnh bảo là ai cũng như vậy đúng không? Thì mình bảo là ai cũng giống như vậy hết. Thì ảnh mới nói với mình là vậy thì mình chấp nhận sống chung với lũ đi chứ. Và đó là cái ý thức mà họ nghĩ rằng họ không bảo vệ chính bản thân họ. Thật ra thì những cái gì mà nó mới mẻ thì đều khó khăn cả. Từ cái việc là mình làm truyền thông hoặc là những cái sản phẩm khi mà mình chuyển giao từ bên nước ngoài về tới Việt Nam thì cũng có rất là nhiều, thậm chí là có, nói không phải quá chứ, có hơn 50% những người mà đã học công nghệ thông tin họ không biết cái dịch vụ đó là cái gì. Cái việc mà mình xây dựng bên công ty mình thì có sản phẩm về CDN. Thì khi mà mình làm CDN á, thì vào năm 2013 thì bắt đầu mình đã nghiên cứu về vấn đề làm CDN. Thì cũng có nhờ rất là nhiều chuyên gia trong nước để họ xây dựng lên, thì tới năm 2015 thì cái hệ thống đó nó không hoạt động được. Thì lúc này mình mới biết là mình phải tìm một cái giải pháp từ nước ngoài đem về. Khi mà mình làm việc với rất là nhiều đối tác trên rất là nhiều thế giới thì chỉ có một đối tác ở bên UK họ feedback cho mình. Thì lúc này cũng khoảng hơn 6 tháng khi mà trao đổi với nhau thì lúc này họ mới quyết định là đi đến cái vấn đề là họ quyết định là ký hợp đồng. Khi mà ký hợp đồng xong thì mình về mình ngồi nói chuyện với khoảng mười mấy 20 người CTO ở những cái công ty lớn thì họ đều say no mình hết. Họ bảo là cái lĩnh vực CDN nó không phải là lĩnh vực của mỗi doanh nghiệp nhỏ làm. CDN là dành cho những cái telco. Trong đầu cứ đinh ninh là cái sản phẩm dịch vụ này là cái sản phẩm dịch vụ của tương lai. Và bắt buộc trong vòng 3 hoặc 5 năm tới là bắt buộc là nó phải sử dụng dịch vụ này thôi. Đó là giống như là cái tốc độ phát triển cái công nghệ là nó yêu cầu rồi. Thì mình bắt đầu mình nghĩ về, cũng suy nghĩ rất là nhiều, cũng họp thành viên này nọ. Thì quyết định là làm. Thì khi mà mình làm rồi thì hầu như là ông nào cũng say no với mình hết. Thì lúc này thì trong cái quá trình đó mình cũng gặp khá là nhiều khó khăn.
từ việc là phải đi truyền thông rồi mình gặp những người đó thì họ bảo họ đều không có cần cái dịch vụ đó hết. Thì đó là cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy là cái khoảng thời gian khó khăn nhất. Đó là khoảng thời gian khoảng bao nhiêu? Đó là khoảng thời gian đầu năm 2015, bắt đầu từ năm 2015. Nhưng mà sau khoảng 5-6 tháng khi mà mình triển khai hệ thống rồi á, thì hôm nay lúc đó bên đối tác bên mình ký một cái hợp tác với Alibaba. Thì vào tháng 4 năm 2016 thì khi mà họ ký hợp tác thì lúc đó họ mời mình qua để mà tham dự cái buổi đó. Thì khi mình tham dự thì lúc này mình mới cảm thấy là à, thì ra là cái thị trường ở Việt Nam của mình là cái nhu cầu của họ chưa có. Nhưng mà có thể là cái tốc độ phát triển của công nghệ thông tin ở Việt Nam đang chậm hơn so với những nước khu vực. Trong khi đó những nước khu vực người ta đã đi rất là nhanh rồi. Thì lúc này khi mà mình ký hợp đồng với đối tác nước ngoài xong á, thì lúc này mình được có một cái hỗ trợ, đó là toàn bộ cái mảng về CDN ở Việt Nam mà support cho Alibaba là VNWorld sẽ take care hết toàn bộ. Nghĩa là bạn bắt đầu gặp là thuận lợi hơn cái đó. Đúng rồi. Nhưng mà cũng chính vì cái thuận lợi cũng là cái khó khăn tiếp tục diễn theo. Tại vì khi mà mình ký hợp đồng xong hết rồi thì bắt đầu tháng 7 năm 2016 là mình triển khai hệ thống CDN cho Alibaba. Thì hôm nay nó lại tiếp tục xảy ra một biến cố nữa. Đó là cái biến cố đó là cái cấu hình về máy chủ của mình á, nó bị lỗi. Và đối tác từ bên Malaysia họ phải bay qua này để họ support. Rồi họ phải, khi mà họ không tìm ra được lý do gì lỗi thì hôm nay họ về, mình phải có mất một khoảng thời gian để chờ họ đem máy chủ từ bển, họ sản xuất máy chủ khác, họ đem qua bên này. Thì kéo dài mất thêm khoảng 4-5 tháng nữa, tức là hết toàn bộ năm 2016 luôn. Lúc đó thì cái thiệt hại của bạn như thế nào? Thực ra lúc đó toàn bộ cái thiệt hại của mình lúc đó là giống như là mình lại gánh một lần nữa gánh nợ. Đó là mình nợ hơn 2 tỷ. Thì lúc này thật ra là trong cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà mình cảm thấy stress nhất. Hầu như là mọi việc giống như là nó sắp sửa sụp đổ tiếp rồi. Nhưng mà mình về, thật ra là nguyên một cái Tết mình cũng không dám đi đâu hết. Mình chỉ ở nhà thôi. Cũng rất là nhiều người hỏi là doanh nghiệp làm ăn sao nãy kia, mình cũng không, thậm chí là mình cũng không dám trả lời luôn. Bạn có từng nghĩ hối hận vì mình bỏ một cái công ty có mức lương ổn định như vậy để đi lập một công ty và ra lâm vào tình cảnh này không? Thật ra thì mình không có gì mình hối hận hết. Tại vì cái quan điểm của mình, cái việc kiếm tiền đó, nó không khó. Quan trọng nhất là mình phải kiếm tiền như thế nào và mình phải có một cái gì đó. Bạn lấy ra tiền để bù lại cái khoản tiền đó? Thật ra thì lúc đó mình lại nợ nhà cung cấp. Rồi mình nợ rất là nhiều những cái đối tác khác. Rồi bạn bè người thân ở đó cũng mượn tiền rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì mình tiếp tục là bây giờ mình thỏa thuận. Giờ đi thỏa thuận là ok, anh chị cho thời hạn là qua Tết để xây sở. Tại vì tới thời điểm cuối năm rồi thì cũng có rất là nhiều công ty họ quyết toán. Nhưng mà bây giờ mình không có chi phí để mình trả họ thì bắt buộc mình phải ký một cái cam kết với họ là qua Tết là mình sẽ phải thanh toán. Mình được biết công ty VNetwork có những hoài bão đóng góp cho nền công nghệ và xã hội Việt. Hiện tại công ty đã xây dựng thành công dịch vụ email bảo mật dành cho doanh nghiệp và đồng thời mở rộng hệ thống sử dụng miễn phí cho cá nhân người Việt. Bạn nghĩ gì khi thực hiện điều này? Hiện tại là nói cái vấn nạn về vấn đề về email là không phải là gần đây, mà nó là cái thời mà từ bắt đầu là Internet vào Việt Nam là lúc này là cái mail là đã gặp vấn đề rồi. Tức là người Việt mình đó, sử dụng rất là nhiều IP của Việt Nam để gửi mail ra nước ngoài và theo hình thức là gửi spam. Chính vậy cho nên hầu như tất cả những IP của Việt Nam bây giờ được tổ chức quốc tế blacklist hết. Dẫn đến tình trạng là khi mà mình gửi mail, gửi mail không nhận được hoặc là bị spam. Gửi vô một spam hoặc là và lừa đảo về vấn đề email là hầu như là diễn ra hàng ngày. Chính vì vậy cho nên khi mà mình làm về email thì hôm nay đây cũng là một trong những sản phẩm mà gọi là chiến lược của công ty luôn. Thì bên mình những cái hệ thống mail mình tách ra làm hai phần. Một phần là cung cấp dành cho doanh nghiệp, một phần là cung cấp cho cá nhân, họ sử dụng miễn phí. Liệu đó có phải là một cái phương pháp bạn nghĩ ra cho cái việc mà cái quá trình bạn trải qua với cái việc người tiêu dùng Việt Nam hầu như không có ý thức gì trong việc tự bảo vệ bản thân không? Đúng rồi, tại vì cái cơ bản là mình cũng cái sản phẩm này, cái toàn bộ công nghệ này mình được chuyển giao và mình cũng không có mắc gì hết.
Thế thì đến thời điểm này thì cái thành tựu bạn đạt được là như thế nào rồi? Tới thời điểm hiện tại thì ở góc độ gia đình đó, thì mình cảm thấy là ba mẹ mình cũng rất là hài lòng. Họ cảm thấy là họ hạnh phúc. Còn riêng về doanh nghiệp đó thì công ty của mình nó đang phát triển rất là nhanh. Hiện tại có hơn 20 nhân viên, 25 nhân viên. Thì mình cảm thấy cứ mỗi lần khi mà mỗi buổi sáng mình bước vô công ty, mình thấy những cái bạn ngồi làm việc và những doanh nghiệp họ sẽ trả tiền, mình trả lương cho nhân viên mình. Đó là cái niềm mà mình cảm thấy tự hào nhất. Đặc biệt là khi mà ngày xưa mà công ty mới thành lập thì mình hầu như mình không có tiếp cận được với những doanh nghiệp lớn. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì những cái sản phẩm của mình á, nó là những cái sản phẩm mà cái nhu cầu về những cái doanh nghiệp lớn và thậm chí doanh nghiệp rất là lớn họ cần. Thì đó là một trong những cái mà mình cảm thấy là nó hài lòng với những cái gì mà những công sức mà mình đã bỏ ra trong khoảng thời gian mà cách đây vài năm. Cụ thể hơn được không? Lợi nhuận của bạn cụ thể là được bao nhiêu rồi? Ra thì ngày thành lập công ty mình chỉ có bỏ ra 5 triệu để mua một máy chủ cũ. Và tới thời điểm hiện tại thì doanh nghiệp của mình thì nó cũng có rất là nhiều khách hàng và doanh nghiệp lớn, tổ chức nhà nước. Thì doanh thu của họ, hợp đồng của họ cũng khá là lớn, thậm chí là vài tỷ mỗi hợp đồng. Thì mình cảm thấy là từ những cái việc đó mình cũng cảm thấy là cũng an ủi được. Là nhưng mà cái vấn đề về lợi nhuận đó nó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là mình đã làm được một cái sản phẩm mà họ tin tưởng mình, họ sử dụng. Ví dụ như là bên Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đang sử dụng mình. Rồi Đài Truyền hình Việt Nam VTV Go họ cũng đang sử dụng dịch vụ của mình. Rồi những cái doanh nghiệp như Nhà Của Tôi hoặc là Di Quan, đó là một trong những doanh nghiệp lớn, họ cũng đang sử dụng. Cái định hướng sắp tới của công ty của bạn là gì? Mình tiếp tục mình mở rộng công ty mình tiếp. Và kế hoạch của mình trong năm 2015 này là 2018 này là có khoảng 50 nhân viên. Đó là cái kế hoạch của mình. Và mình đang muốn là những cái bạn đó phải từ marketing, từ truyền thông, rồi từ sale, các bạn đó phải đưa những sản phẩm của mình ra rộng rãi hơn nữa. Thì tại vì cái lý tưởng của mình là làm về bảo mật, cho nên cần phải truyền những cái thông điệp về bảo mật đó càng nhanh càng tốt, càng rộng càng tốt. Tại vì cái tốc độ phát triển của công nghệ nó quá nhanh, mình phải tiếp cận với những môi trường nước ngoài càng nhanh. Đúng là thành tựu vinh quang thì luôn sẵn sàng chào đón những bạn trẻ có đủ dũng khí để đối diện với thách thức. Cảm ơn Tạo đã tham gia và chia sẻ câu chuyện thú vị của bạn với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu chuyện của bạn sẽ là động lực và hy vọng giúp các bạn trẻ khác còn đang gian truân trên đường lập nghiệp để Việt Nam có nhiều CEO thành công hơn nữa. Chúc bạn bền sức để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao khác và đạt được nhiều thành công hơn nữa trên con đường kinh doanh của mình. Vâng, cảm ơn MC Mỹ Hạnh, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả. Đến đây chương trình diễn đàn CEO xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.